với sự phát triển không ngừng nghỉ của công nghệ trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều chiếc điện thoại mạnh mẽ được ra đời, thậm chí còn là những chiếc gaming phone với cấu hình siêu khủng. Khi mà giới hạn phần cứng đã không còn là rào cản, cộng thêm việc số lượng người dùng tiềm năng lớn và tính di động tiện lợi, thị trường trò chơi di động đã có những bước tiến nhảy vọt với hàng loạt trò chơi chất lượng và doanh thu khủng. Trong đó, Need for Speed và EA cũng không đứng ngoài cuộc chơi với các phiên bản dành cho thị trường di động. Tuy nhiên, các phiên bản này không có chất lượng tốt cũng như thu hút được sự chú ý của người chơi. Nhưng mọi chuyện có lẽ sẽ có sự chuyển biến tích cực khi thông tin về sự hợp tác giữa EA và Tencent xuất hiện và một phiên bản Need for Speed Online Mobile Edition mới tên đang được phát triển. Trò chơi mới đây đã mở đợt thử nghiệm giới hạn ở khu vực Trung Quốc. Trong đợt thử nghiệm lần này, Tencent đã bổ sung cốt truyện cho Need for Speed Online Mobile Edition khi đưa người chơi vào vai một tay đua đường phố nghiệp dư với đam mê tốc độ luôn cháy bỏng. Nhân vật của người chơi đã quyết định tham gia vào một buổi đua xe ngoài vòng pháp luật mà không hề hay biết rằng sự kiện này đã bị phía cảnh sát để ý và chuẩn bị cử nhân viên đến truy quét. Khi tham gia chặng đua, lực lượng cảnh sát bất ngờ xuất hiện, người chơi buộc phải bỏ trốn cùng với nữ quản lý đường đua. Cũng từ đây, cuộc hành trình của người chơi trong thế giới Need for Speed Online Mobile Edition chính thức bắt đầu. Tencent cũng đã xác nhận trò chơi sẽ được làm bằng Unreal Engine 4 và lấy tiêu chí chân thực làm phương châm thiết kế, nhất là trong việc sử dụng các kiểu thời tiết, đường đua và tương tác giữa xe đua, đường đua và môi trường. Need for Speed Online Mobile Edition cũng sẽ hợp tác với các thương hiệu xe nổi tiếng trên thế giới như Mercedes, Hyundai, Lamborghini, Jaguar, v.v. để mang tới cho người chơi hơn 30 mẫu xe trải dài nhiều phân khúc như xe cúp thể thao, xe thể thao đa dụng. Tất cả chúng thì sẽ được thiết kế chi tiết tới từng linh kiện nhỏ nhất để thực sự mang tới cho người chơi trải nghiệm ra lái những chiếc siêu xe này. Ngoài ra cũng có thông tin nói rằng Need for Speed Online Mobile Edition sẽ sử dụng của bản đồ Need for Speed Heat với các sửa đổi điều chỉnh cho phù hợp với thiết bị di động. Về mặt lối chơi, Need for Speed Online Mobile Edition sử dụng góc nhìn thứ ba làm góc nhìn chính trong trò chơi, đồng nghĩa với việc người chơi sẽ điều khiển được các siêu xe tương tự như ở các trò chơi đua xe khác như Asphalt, iRacer, v.v. Bù lại, hệ thống điều khiển của trò chơi sẽ đòi hỏi nhiều kỹ năng từ người chơi hơn khi các thao tác điều khiển như điều hướng, tăng tốc, phanh đều sẽ cần người chơi tự mình điều khiển thay vì được hệ thống hỗ trợ. Không chỉ thế, các thao tác khó cũng đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn như ôm cua cần quản lý cả tổ hợp phanh và phím điều hướng.